Alo, xin chào tất cả các bạn. Như ở phần trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn về các kiến thức cơ bản mạch điện trên ô tô. Như là mạch điện cơ bản thì có các thành phần gì? Cách chúng ta sử dụng đồng hồ VOM để đo điện trở, đo điện áp, đo dòng điện ra sao. Rồi cách xử lý các lỗ hư hỏng như là mạch ngắn mạch, mạch tiếp xúc kém, mạch hở mạch như thế nào. Thì tôi hy vọng là các bạn đã xem được hết các cái video để các bạn có được những kiến thức cơ bản về mạch điện trên ô tô. Trong cái bài học hôm nay, tôi xin giới thiệu cho các bạn các kiến thức hết sức cơ bản về điện tử trên ô tô. Ở đây thì tôi không đi quá sâu vào lý thuyết mà chỉ khái quát để cho các bạn hiểu về công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cũng như các ứng dụng của nó trên ô tô như thế nào. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể xem các cái kênh điện điện tử, thì điều này thì giúp cho các bạn đỡ rối đi. Rồi, về phần điện tử trên ô tô thì có rất là nhiều linh kiện được ứng dụng. Ví dụ như là diode, các cái dòng diode, diode sinh, diode quang và các cái dòng cảm biến như cảm biến Hall, cảm biến quang, các cái loại cảm biến nhiệt điện trở, các transistor, các cái mạch so, mạch khuếch đại vân vân. Vậy cái nội dung đầu tiên hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn về diode. Thì quan sát trên cái hành trình bảng thì đây là một mạch điện mô tả nguyên lý làm việc của diode. Thì các bạn quan sát mạch điện này thì cái mạch này bao gồm thứ nhất là cái nguồn điện cung cấp, thứ hai là công tắc, thứ ba là diode và cuối cùng là cái tải, là cái bóng đèn. Các bạn chú ý, diode, đây là con diode nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bật công tắc và quan sát bóng đèn, xem bóng đèn nó như thế nào nha. Sau khi bật công tắc thì quan sát bóng đèn ta thấy có dòng điện nó chạy từ dương EQ, nó qua công tắc, nó chạy qua diode luôn, sau nó qua bóng đèn và đi về mát. Thì có một cái dòng điện nó chạy qua bóng đèn thì làm cho bóng đèn này nó sẽ phát sáng. Bây giờ ta làm tiếp một thí nghiệm tiếp, đó là ta ngắt công tắc đi, sau đó ta đảo chiều diode ngược lại. Khi đảo chiều diode, ta tiếp tục bật công tắc lên và quan sát dòng điện nó đi như thế nào. Rồi bây giờ ta bật công tắc. Khi bật công tắc thì quan sát ta thấy dòng điện đi từ dương EQ qua công tắc và dừng lại ngay chỗ đầu con diode. Vậy ở đây ta kết luận được điều gì? Thì con diode là một cái linh kiện điện tử, nó chỉ cho phép cái dòng điện đi qua nó theo một chiều duy nhất mà nó không cho dòng điện chạy theo cái chiều ngược lại. Thì bạn hãy tưởng tượng con diode nó giống như một cái vanh nước một chiều vậy đó. Nó chỉ cho nước chạy qua một chiều thôi và nó chặn cái chiều còn lại. Đó, thì con diode, cái nguyên lý làm việc nó cũng giống như là cái vanh nước một chiều như vậy. Thì các bạn quan sát xem, đây là con diode. Ta thấy thì cấu tạo con diode bán dẫn thường có cái cấu tạo chung chung là một cái khối bán dẫn loại B ghép với một khối băng dẫn loại N, và cái chân mà ngay chỗ đầu B đây thì người ta gọi là chân anode, và chân ngay chỗ đầu ra N này người ta gọi là chân cathode. Thì khi ghép hai tấm băng dẫn lại với nhau thì chính giữa hai tấm băng dẫn này xuất hiện một cái điện áp tiếp giáp. Cái điện áp tiếp giáp này tùy vào cái vật liệu cấu tạo này con diode. Nếu mà vật liệu cấu tạo là germanium thì cái điện áp tiếp giáp khoảng 0,3 V. Còn nếu mà vật liệu cấu tạo là silicon thì cái điện áp tiếp giáp khoảng 0,7 V. Cái điện áp này chính là điện áp rơi trên con diode khi mà có dòng điện chạy qua diode. Cái hình bên này là cái hình ký hiệu của một con diode. Chúng ta thấy cái hiệu của diode là gồm một cái mũi tên và một dấu gạch ngang đi xuống.
Thì cái hiệu này là cái hiệu dùng trên các cái mạch điện điện tử. Vậy về nguyên lý thì con diode này chỉ cho dòng điện chạy từ chiều B sang chiều N. Đó, giống như cái chiều mũi tên luôn, từ B sang N, nghĩa là chiều từ anode sang cathode, mà không cho dòng điện chạy theo chiều ngược lại, tức là chiều từ cathode đi ngược lại về anode. Tiếp tục bây giờ chúng ta hãy xem cái đặc tuyến làm việc vôn ampe của diode. Thì quan sát trên hình thì chúng ta thấy cái đường thẳng đứng là cái đường ampe, cái đường nằm ngang là cái đường điện áp vôn. A là tương ứng với cái điện áp tiếp giáp của con diode vật liệu chế tạo từ con Germani khoảng 0,3 V. B là tương ứng với điện áp tiếp giáp của con diode làm từ vật liệu là silicon khoảng 0,7 V. Để cái đặc tuyến này gọi là điện đặc tuyến vôn ampe. Cái mũi tên màu đỏ chỉ cái điện áp đánh thủng, tức là khi mà ta mát cái điện áp ngược vào con diode. Thì nếu mà cái điện áp mát ngược vào lớn hơn cái điện áp ngưỡng của diode thì con diode này bị đánh thủng, thì ta gọi là con diode này, cái điện áp này gọi là điện áp đánh thủng. Nó bây giờ nếu mà ta phân cực thuận cho con diode, tức là đầu dương của con diode ta cấp nguồn dương, đầu âm của con diode ta cấp vào đầu âm nguồn âm, thì nếu mà cái điện áp chúng ta đặt vào lớn hơn điện áp tiếp giáp của diode thì con diode này dẫn ra tới vô cùng. Nghĩa là nếu cái điện áp đạt vào lớn hơn A khoảng 0,3 V đối với vật liệu là Germani và B là 0,7 V đối với vật liệu là silicon thì con diode này dẫn ra tới vô cùng, dòng rất là lớn. Nên nếu mà cái mạch mà lắp như thế này thì phải có điện trở cản dòng, còn nếu không có điện trở thì con diode này sẽ bị đứt. Nếu chúng ta phân cực nghịch cho con diode, tức là đầu dương của nguồn ta nối vào âm diode và đầu âm của nguồn ta gắn vào dương của diode, thì quan sát trên đồ thị ta thấy một cái dòng điện rò rất là nhỏ, rất là nhỏ. Tuy nhiên nếu ta đạt vào một cái điện áp lớn hơn điện áp ngưỡng của diode thì con diode này sẽ bị dẫn thông luôn, hay là ta gọi là con diode này bị đánh thủng, và cái điện áp ngưỡng này người ta gọi là điện áp đánh thủng, nghĩa là con diode này bị dẫn thông ra vô cùng. Về ứng dụng thì diode có rất là nhiều ứng dụng trong cái lĩnh vực điện tử cũng như là trên lĩnh vực điện tử ô tô. Ví dụ như là trên ô tô thì diode được ứng dụng trong các cái mạch chỉnh lưu ở các máy phát, dùng để chuyển cái dòng điện xe chiều 3 pha AC thành pha DC để nạp lại cho EQ và cung cấp cho các cái thiết bị trên xe. Rồi diode cũng sử dụng trong các cái mạch điện ISO, trong cái mạch điện họp trong họp ISO, điều khiển động cơ, điều khiển hộp số, điều khiển body vân vân. Rồi sử dụng trong các cái mạch chống đảo ngược cực bình trên xe. Rồi cũng sử dụng trong các cái mạch lập nhiễu, mạch dập xuất động từ cảm vân vân. Thì cái ứng dụng của diode cũng rất rất là rộng rãi. Thì hy vọng qua cái phần này thì giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái công dụng cấu tạo nguyên lý làm việc cũng như là ứng dụng của con diode trên ô tô nó như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn ở các nội dung tiếp theo.